bao giờ đạo đời gần cũng kiếp, mau lẹ lẹ chớ không có kịp, mất kỳ này mất kiếp tan hồn. Đâu trở thành quỳ lại chỉ tôn, địa ngục đó chôn hồn mất xác. Miệng người tu niệm lia Bồ Tát, niệm bên ngoài giải thoát chút nào. Trong âm mưu cướp bóc biết bao, già sinh dưỡng người nào cũng có. Dặn quý đạo đời tàn không có, câu kệ kinh bỏ xó thầy buồn. Trao đổi rồi ông đạo điên cuồng, để thay thế cái tuồng buổi trước. Người tu đạo nói năng mực thước, không sai tâm đi ngược lại đời. Nghe lời thầy khi thịnh khi giới, trò phải biết cấp thời quay lại. Khỏi cực khổ phải quỳ phải bay, vì chúng sanh đã lái con đò, ở bên trong gian dữ nghe trò. Thuyền Bát Nhã thầy cho bí gì, ai cũng có thuyền tâm thiền trí, ráng mà xem cho kỹ rồi hồi. Sự tu hành đừng để đơn côi, chùi dương ngọc trí kia qua sen. Làm người tốt tại gia xứng đáng, cư sĩ nghèo không bán không gình. Không cho ai mà lái liếc nhìn, chỉ dân cúng Phật tinh trọn vẹn. Sao tu xấu mà không hổ thẹn, nghe thầy phân giữ vẹn chung tình. Cả tiếng kêu đồng đạo chúng sinh, mau mau kiếp nặng tình dung thứ. Cây khô héo sao mà không tứ, đất đất lên phân phối rõ ràng. Thì cây kia xóm mọc hai hàng, cây xanh tốt trái kia quá bự. Đền đạo Phật sau này phải giữ, cảnh tiên phong trăm thứ muôn trùng. Tiếng người nào đúng bậc anh hùng, tiện cây cấp tài năng đầy đủ. Tiện các vị đức ân phòng thủ, đặng đem về giữ hội chưa tới trần. Hội này thì hội thánh hội thần, rồi tới hội qua dân an lạc. Mưa lớn quá thì nhà phải tạt, nhìn kỹ cương để có che mầm. Mưa thì mưa mình cứ ăn nằm, rồi thân trách đội nhầm mà trách Phật. Suy nghĩ đi, đây là các bậc thầy về đây đóng góp đôi lời. Chuyển điểm cơ pháp Phật của trời, ngài mặc hạ đâu thời còn đó. Tự mình tu mình ôi sáng tỏ, tự tâm ta cuồng bỏ rác rần. Để làm chi mất tướng mất thần, người mê muội dân dân dạ dạ. Tâm không tỉnh lại làm mặt lạ, để tâm phàm ăn mất còn gì. Mây kiếp đời trì trú đại bi, nay đại lượng đại thì ân sủng. Cây không tư, lá kia bị ung. Người không rèn ngu muội đời tàn. Giúp chúng sanh không có dở dang, ráng học lý rồi càng là tốt. Nhà xác thân kiểm đi quậy dột, cố gắng lo lọt lại chu toàn. Cũng như mình kính phúc bà con, xưa không biết chưa tròn ảnh đạo, nay thì chỉ gươm kia ráng thao. Sống yên rồi thì dạo giường trời.
tịnh đi rò thông nhất nơi mới, đâu còn nữa cung đài cũng mở. Có phước lâm viên cùng gặp gỡ, hội bằng đầu sẽ có chực chờ. Ở cung tiên xích hẹn bất ngờ, diệp phàm hết rồi thơ đầy nhảy. Quét sạch sẽ không còn bụi thấy, màu tối đen sáng rạng khôn cùng. Thì Phật trời ở trời không trung, sẽ dùng phép hạ nơi thế giới. Khuyên ba tánh đạo đồng trai gái, đừng lưỡng phần sẽ hái qua trời. Tỉnh đặng tu đừng có đổi dời, được không được vậy thời cũng được. Đường học đạo ta nên kiếm phước, ít như nhiều cũng trước cũng màu. Đâu gánh vàng xe cộ đâu đâu, đem chùa cúng trời thâu sâu vậy. Học lý đạo rồi thầy cho thấy, ai với ai còn mất như gì. Chữ tu hành cứ học đại bi, đừng bị sánh việc gì của thế. Cõi này đây không bồng không bê, chốn này đây đâu ghế của trời. Ráng tu hành đừng thỉnh đừng dơi, ráng tiệp khắc đặng dời thiên cảnh. Hãy biểu tu tôi không có rảnh, hãy biểu ngồi đọc sám của thầy. Thì đằng sau đằng trước bao giây, toàn lớn tiếng toàn gây lộn xộn. Đời cần quá mất căng mất bồn, sao học trò không sợ hay sao. Mất bổn lai diện một ngày nào, sao lấy lại làm sao cho được. Giờ ráng tu mình quỳ đền trước, trước linh môn nước mắt chảy dài. Lại Phật trời ở cõi cung đài, thầy hạ thế ngày nay giải tiếp. Mau chinh phục đặng mà cho kịp, hội luận dân có dịp gần kề. Hỏi qua trời tí bút tên đề, toàn qua nở tràn trề thế giới. Khi lúc đó trời trên đổi mới, dần đổi luôn thế hệ đổi rồi. Còn sang bài chút nữa trò ơi, khuyên bổn đạo ráng dời răng tách. Nhẹ nhõm đi đừng nên quải sách, không kịp đâu thầy mách rõ ràng. Biết tu hành đừng nghĩ gian sang, có thấy đó rồi mai mất hết. Sao không tin ta đây sắp chết, vào luân hồi sanh tử bất ngờ. Cảnh thiên liên Phật đợi trời chờ, đừng có hoài hiện giờ uổng lắm. Nước xuôi tiền sao không đi tâm, lấy nước giờ trị chét cùng mình. Hỏi đây người trọn đạo sinh sinh, hãy dỡ bới rồi nhìn sao được. Thầy khuyên chung gan đi tẩy trượt, đem thanh bài mấy lượt vào lòng. Học đi trời phải học cho sống, lý nhân đạo phải trồng phải vẹn. Làm không đúng cho nên hổ thẹn, ráng làm sao tầm kén như vậy. Ăn lá dâu trả lại chủ đầy, nhà tơ tốt canh chày đâu mất. Tầm trong kén say xưa ngất ngất, tu không nên bị mất tình rồi. Khó mà nhìn lấy lại trò ơi, phải biết rõ đặng ngồi đặng tường. Tu thì cực đâu còn sung sướng, nếu thương yêu bị dướng bụi sầu. Thì bây giờ ở lại hố sâu, nay mai hỡi chìm rồi mất mát.
chôn bể khổ lấy ai mà tác, làm sao nay cạn cợt được trò, mổ tâm hồn ráng dịnh ráng lo, ráng hỷ xả có đò thầy đời. Tu tốt đẹp tinh thần không sợ, sợ ta lu, sợ kẻ ta gình, sợ mình làm không trọn đức tin, sợ mình xấu, sợ mình mất đạo, sợ cảnh Phật ta không được vào, vào cảnh tiên đặng giáo chưa động đào. Mệnh chúng sanh mắc lệ thầy trào, còn lễ ứa hộp nào tiên cảnh. Hộp để giảng dạy dân mau rảnh, hộp để lo cứu cánh niết bàn, hộp để gì chẳng có phi tang, ngài phối hộp đạo tràng đâu biết. Nay đến việc thế trần đã xiết, tỉnh trễ rồi rồi biết trễ rồi, hiện bây giờ bỏ hết đi thôi, mong bổn đạo cũng hồi phúc gì. Đừng xa tiếng kệ kinh là tri, đừng mất thầy thế kỷ tiêu tàn. Muốn gặp thầy tu niệm trần gian, làm phúc đức cứu an dân chúng. Muốn thầy mến đừng đem dân cung, ở dưới ăn cho đúng đời kỳ. Tỉnh đi trần đừng có sầu bi, đời đang loạn ghi chi mà khổ. Bỏ tánh chất đi thôi nạt nộ, ganh ghét người căn số mình tàn. Còn người kia mình ghét bình an, làm chi vậy dở dang tất cả. Nợ quá nghiệp chất chồng không trả, như núi non hối hả kia kìa. Chốn đài cao không có rẻ chia, thầy luận giảng cánh khuya cho biết. Kình đạo lý tai lơ mắt điếc, nghe không nghe thầy kể cái đời. Chỉ lời vàng châu ngọc không rồi, thầy dặn đạo vậy thời đừng bỏ. Học chân lý khỏi chuông khỏi mò, học đạo nhân hiểu rõ cơ cầu. Hỏi lại mình chết đã về đâu, xương cũng rục xác hầu tro bụi. Hỏi lại ta hành trình trong bụi, làm gì đây cặm cụi sống còn. Sáng chiều rồi trưa nọ tối mòn, đâu tồn tại mà lòn mà cuối. Xin quý đạo tính đi trong bụi, thầy của mình cặm cụi lo nhiều, lo chúng sanh lo chốn ít nhiều, lại đấng thiền triều hạ giới, hạ bằng cách phép tiên khắp khởi. Luồng đạo nhân ôi bởi di truyền, nền tứ ân hiếu nghĩa liên miên, phái sơn bủ còn kiền đeo đằng. Nghèo với khổ uống ăn thâm mặn, ai giàu sang ai đứng hô tùng. Mặt tình đời sưng bá sưng hùng, ta phải ráng ngày cùng chu đáo. Học chân lý đạo nhân phải bao, học lý thầy chữ đạo cho tròn. Rỗi mê này từ giả chúng con, thầy về cõi thiên lai thanh tình. Mỗi hơi thở tinh toàn phải nhìn, đừng khóc ròng bệnh rỉnh mất thần. Dạy chúng sanh không biết bao lần, ai còn hiểu từ tầng tư sở. Đối với nghèo la làng giúp đỡ, đó là đời cơ sở. Đó người còn Phật tiên phải ráng vui tươi, giúp tâm tánh giúp người thành đạt, giúp
chân linh lo tu giải thoát, chớ không lo giúp đỡ nghèo giàu, giúp những người giải thoát cho mau về tiên cảnh mở rào phương ấy. Cảnh du minh suốt đời không thấy, hỏi làm sao mình cây nở lề, ruộng e chề mà lại không thấy, cấy giữ ruộng lúa kia mới tốt. Nhà bản thân để thôi hoài dột, thầy kể ra mai mốt nhiều bài, chúng có ngôi lịch sử ngày mai, ráng vẹn đạo rồi này rồi khẩn. Sao người thấy mình là cố dân, cảnh tiền ban tinh tấn nhiệm màu, mang sắc này đi đến năm châu, nó quỳ lại nó thâu nó học. Tụ tinh chất ôi thôi mất mát, mà lại xưng Bồ Tát Phật Ngài, đấy rồi xuống nơi chốn trần ai, chôn mất kiếp ngục đài không thở. Ráng nghe thầy quần nguyên trí nhớ, kể từ đây đã dở lỡ rồi, lỡ năm non lỡ núi lỡ đồi, biển còn lỡ đồ thôi còn gì. Còn dơ mãi tính đi anh chị, đang bọc lên rồi bị loạn cuồng, chùa thiền kia vắng bật tiếng chuông, phải dẹp hết đất buồn trời thảm. Tình đồng đáo bữa nay thông cảm, thầy bán cho mưa giam đơn sai, tỉnh đi con chỉ có một ngày, mình dắt ngộ liên đài mình tới. Vì chư Phật khắp miền thế giới, đang hạ trần bẩn phép nhiệm màu, để giữ gìn dân tộc canh thâu, dân của Phật rồi hầu tiên cảnh. Phật đã hứa Phật cho rồi lạnh, lạnh những người đã rảnh trần nhơ, rảnh những ai biết tịnh biết thờ, biết tổ quốc biết cờ đất nước. Thầy đã nói văn mực thước, phải làm sao cho được mới màu. Tịnh pháp tiên tịnh luyện hơi lâu, bỏ vật chất rồi hầu đó khổ. Tuy còn sống ta đang ngồi chỗ, nhưng tâm linh về chỗ niết bàn, về nơi triều Phật khuất an trang, về nơi cảnh địa bàn của Phật. Ta còn đây không mê vật chất, ta không si ta cất bạc cuồng, thì làm sao đất thảm trời buồn, sum khai sáng có luồng đất gì. Thầy đã nói xưng ta tôn chỉ, đạo ráng tu kẻo bị tù đài, kể trừ rài diễn biệt thiên tai, con dừng lại ngày mai rồi học. Tâm tốt đẹp mình nên săn sóc, tiếng chuông vang linh khứ khắp miền, đấy kịp giờ đâu gặp đạo tiên, thầy trở bước quần nguyên về xứ. Mùa mạc hạ cây khô mình tứ, cây héo rồi chính hải con người, tại bỏ qua không có vui tươi, ráng bồi đắp cho người tươi lại. Thì quả ấy sau đây con hay, chớ ai đâu trai gái nghe lời, về kỳ này phải ráng đổi dời, đừng tịch mịch mất đời xa đạo. Ánh đảo vàng ôi thôi hoài bao, đem dục quăng nên đạo lu mờ, nói tu hành miệng hẳn với mắt khờ, tâm không sáng mịt mờ chết chịu. Tu đòi tốt giàu sang đi kiệu, bị cực thần chút xíu xa lìa, làm sao về đất Phật bên kia, tu sung sướng xuống địa phàm tục.
Không xa đâu ôi thôi kết thúc, một tấc hơi quăng dục mình rồi. Kể với kinh ráng hỏi dùng bồi, lời thầy tổ của ông ơi đừng bỏ. Trời ăn phạt trái thôi cây cỏ, bắp dớ phải đâu có no lường. Dặn đạo đồng ghi dựng tình thương, còn hưởng được tiết sương trời Phật. Kỳ này phạt thấy không có trật, kêu ai ơi các bậc đạo màu. Nghe lời thầy tu niệm hơi lâu, ôn bài lại rồi đâu thi quân. Phải tập luyện nết na cho cứng, vững tinh thần mới đứng trung minh. Tới đây hồi khôi phục Nam Đình, rồi các nước ăn xin giai mượn. Giờ tu cực sau đây sung sướng, sống mấy đời mấy kiếp không tàn. 500 năm tuổi ngõ phục hạng, thượng đế thưởng cho bằng tuổi thọ. Ráng cố gắng nơi đi nhà trọ, sao không lo đây bỏ cho rồi. Nhà người ta cứ hãy dùng bồi, còn tranh lớn tanh hôi cặn bã. Nghĩa thủ túc tình huynh ráng trả, tạo đạo nhân học lý nghe trò. Học đi rồi lành giữ tự do, ta biết được rồi thôi khó bao. Người đánh giặc bằng gươm bằng dao, ta diệt tiêu bằng đạo trinh thành. Bị lũ ma lũ quỷ tranh giành, làm mờ ám cam đành cam chịu. Ráng tu niệm tới đây chút xíu, gươm thanh linh cắt cổ ra đầu. Đừng để gì nó nhập canh thâu, nó diễn biến từ lâu không biết. Muôn đánh đó ta nên phải biết, đừng để tâm khô kiệt nghe trò. Dựng tinh thần ẩn giữ cây khô, ráng truy quét rồi cho quý bao. Muốn vượt khỏi bên đau giả dâu, tài không gom chỉ có bồ đề. Hạnh tu hành tròn vẹn xứ quê, cho xứng đáng lời thề buổi trước. Thầy đã nói biên ra biết được, giao lại ai trước thánh giới thần. Giữ trong bài học đạo nghe dân, học cho đúng thánh thần biên chép. Cửa khẩu kia mình nên đóng khép, đừng để ma giới quỷ chen vào. Sợ nó nắng trong lúc giờ nào, thầy dây kỹ làm sao đạt được. Tại sao mình nói ngang nói ngược, nói không trung không liệt thị chung, thì làm sao đắc đạo ngày cùng. Đấy là lý đạo khùng hòa giải. Đức thầy họp đêm nay trai gái, đặng ban cho đạo phái phép màu. Về nghĩ đi coi để nơi đâu, ta giải dẫn từng câu rất tuyệt. Thầy còn chớ trò đâu có biết, thầy còn đây trò chẳng thấy đường. Còn bằng văn giới tự phô trương, lời lý đáo là gương để lại. Thơ thì phú là tôn giáo phái, chữ hài hòa phải giữ phải gìn. Đem lời lành nguyện giữ đức tin, ta kính mến đạo tình ôi hời. Đi không kịp gì thôi ta bởi, mang nặng chi cây giới ta bà. Dục quăng đi ôi hở lụa là vàng với ngọc, vậy mà ta có để giúp đỡ mau đi gắn bó. Còn phần ta đâu có đeo phàm, trên dầm đi mình quá là nhàm. Thấy là khổ làm sao thầy cu. Dục bỏ đi ô hôi cô chú, còn đạo ta tinh tú tu hành. Đừng dòm ngoài rồi lập chiến tranh, theo phàm tục
phạm danh mất hết. Nay thầy dặn đạo đồng đoàn kết, nguyện tu đi tới chết không rời, hồn đi về tiên cảnh người ơi, không ở thế vậy thời chi nữa. Đêm thanh tịnh thầy về gội rửa, cảnh phù du biến lửa cháy liền. Ngày bây giờ đạo quả vô biên, thầy thương xót đạo hiền xung xích. Thôi thầy nói ôi thôi có ích, dịch ra nhiều để có học hành. Đừng say mê bả lợi cùng danh, quỷ đăng đứng nó dành cái tốt. Nó dành hết, dành hai dành cốt, dành tiền muôn bạc lớn kia kìa. Rồi mình về thế giới bên kia, ai cho phép mình lìa thể xác. Nói hằng ngày tôi lo Bồ Tát, phải hộ tôi đăng tác biển trần. Tác làm sao ba tánh giảng dân, phải lập hành chuyên cần mới được. Phải giải quyết tu đi mấy lượt, cảnh ngôn nghiêm trang nhớ đừng phiền. Nói mở ra cửa miệng ráng hiền, toàn nhô nhã của tiên của Phật. Thôi thì chúc đạo đồng các bậc, họp bí thơ dạy giảng đôi lời. Ráng học đi danh tánh người ơi, học lý đạo đừng rời một phút. Học pháp Phật ôi thôi nghiêm túc, học lý chân kết thúc như nào. Dù bên Tây bên tướng bên Tàu, nó bị được người nào so sánh. Vì thầy đã gian nan cứu cảnh, giải từng câu rồi lãnh từng phần, để đem về giữ hội qua dân, ai còn sống thành thần thành Phật. Thầy đã nói giác đi không trật, trên thiên ban dùng phép hạ miền. Dạy con người tỉnh dậy đừng điên, bỏ tinh chất từ riêng mới phải. Đầy đủ thế đừng nên bạc đãi, học lý nhân đặng cải hối mình. Một người tu phải ráng hy sinh, sao ta thấy phị tình thương xót. Đời mát pháp đây là tạm mót, đừng lả lời thức trót canh tàn. Lo chi phí lụa lại dữ vàng, bỏ thải hai hàng đi mất. Tặng quý đạo anh em dâu cấp, học pháp tiên pháp Phật cũng kề. Nhưng phải học ơi hỏi chủ đề, là tin tưởng lời thề nguồn cội. Học chân lý thầy bao ráng gội, khổ đến đâu chịu nổi mới thành. Việc tâm mình đừng lợi đừng danh, khổ cam chịu rồi dành đức phước. Cảnh thiên tai mình về cho được, biên sắc thân cái trượt cho rồi. Để thanh bay như núi như đồi, bay chấp cánh phản hồi một chút. Ta đã nói đây là cội phúc, người ai ơi nhín nhúc tu trì. Lẽ đi trò để trễ mùa thi, chết hết rồi còn gì ưng chiên. Cứ miệng mộm đang mà cầu nguyện, Phật trời đâu mắt nở cho phàm. Lại cầu xin cái miệng làm nham, tâm không biết là đàm là nhật. Cầu nguyện chi dễ gian cho cực, tâm đừng nê đừng nực đừng nồng. Tống ra đi đặng có giống dòng, chữa tâm đảo chứa lòng ngọc bao. Thơ lời cuối thầy nên chúc đạo, ráng xa lìa hùng bảo chỗ bùng. Có tiền ông có lợi đạo khùng, có giáo chủ ngày cùng ban phép. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay cái học lý đạo nhân quyển 2 thì thầy xin kính tặng cho tất cả. Nếu mà không được nữa thì kể như đem mình chôn đi, không tồn tại đâu. Kỳ này ngài họp lại.
cho phép cho cái cơ đạo máy rất nhiều, dịch ra hết tất cả những gì của mình, một là con người của mình như sau. Không phải dễ mà mua mà bán, tất cả các vị đổ tiền tràn lan mua có được lời văn tiếng kinh kệ của sấm trời ban xuống không? Nếu không thì tìm đó mà học, tìm đường mà đi. Thôi thầy xin chúc hết tất cả quý vị đạo tâm bằng tín đồ của Phật giáo.